Ta sang phần thứ tư, tính chất thứ tư. D là tác dụng với dung dịch muối. Tác dụng dung dịch muối. Thì dung dịch muối thì trong đó có muối và có cả nước. Vậy thì điều chúng ta phải quan tâm đầu tiên là cái khả năng phản ứng với nước của các kim loại. À, trước hết là với các kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường. À, lại quan tâm tới gì ạ? Natri, kali, canxi và bari. Tức là tứ đại gia đấy. À, thì trước hết kim loại đó phản ứng với nước trước, xong đó tạo thành dung dịch kiềm, và dung dịch kiềm đó có khả năng phản ứng với dung dịch muối hay không thì tùy. Được chưa? Thì trước hết kim loại tác dụng với nước. À, ví dụ chúng ta cho mẫu natri vào dung dịch đồng clorua chẳng hạn. Natri vào dung dịch đồng thì các phản ứng xảy ra là gì? Trước hết là natri tác dụng với nước. Natri tác dụng với nước để tạo thành natri hydroxit, đồng thời giải phóng hydro. Giải phóng hydro trước. Sau đó natri hydroxit tác dụng với đồng 2 clorua NaOH, tác dụng CuCl2, phản ứng tạo thành đồng 2 hydroxit kết tủa và natri clorua. Như vậy dấu hiệu của cái thí nghiệm này là gì ạ? Ban đầu có khí thoát ra hydro, sau đó tạo kết tủa trắng xanh, kết tủa màu xanh của đồng 2 hydroxit. Ban đầu có khí không màu thoát ra đấy, sau tạo kết tủa màu xanh. Dạ. Đấy là trường hợp 4 kim loại đầu tiên. Trường hợp thứ hai là với các kim loại khác. Với các kim loại khác. Trong các trường hợp mà kim loại không tác dụng với nước thì nếu có thì sẽ xảy ra phản ứng theo phương trình chung sau đây. Kim loại 1 tác dụng với muối 1 tạo thành kim loại 2 cộng với muối 2. Phản ứng này xảy ra khi nó đáp ứng đủ hai điều kiện. Đáp ứng đủ hai điều kiện. Điều kiện đầu tiên là kim loại 1 phải mạnh hơn kim loại 2. Mạnh hơn kim loại 2. Hay nói khác là kim loại 1 phải đứng trước kim loại 2 trong dãy hoạt động hóa học. Được chưa? Chúng ta vẫn thường nói cái câu là gì? Kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi muối. Đúng không? Thằng đứng trước đẩy thằng đứng sau ra khỏi muối. Điều kiện thứ hai là muối của chúng ta phải tan. Muối phải tan. Nếu muối 1 không tan thì không thể đẩy kim loại nó ra được. Ví dụ đồng clorua tác dụng với bạc, đồng tác dụng với bạc clorua là không được. Đúng không? Thứ hai nữa là muối 2 phải tan, bởi vì nếu muối 2 không tan ấy, thì khi tạo thành nó sẽ bám vào cái thành kim loại và ngăn không cho hai cái chất này tác dụng với nhau nữa. Được chưa? Kết hợp với một cái điều kiện thứ ba nữa nhé. Đó là cái kim loại 1 phải không tác dụng với nước. Cái điều kiện này thì chúng ta đã loại trừ ngay ở cái phần trên rồi.
Như vậy nếu như mà người ta nói rằng kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi muối được thì cũng phải có 3 điều kiện. Một là kim loại nó phải không tác dụng với nước. Hai là kim loại đó phải mạnh hơn kim loại trong muối. Và thứ ba là muối đó là phải là muối tan. Được chưa ạ? Đấy, còn trường hợp này thì chúng ta có hai. Ví dụ magie để đẩy sắt tác dụng với sắt sunfat. Sắt yếu hơn magie, magie đứng trước sắt đẩy ta. Magie sunfat cộng với sắt. Được chưa? Rồi là gì? Sắt thì đẩy được đồng, đồng clorua chẳng hạn, tạo thành sắt clorua cộng với đồng. Rồi là đồng thì đẩy được bạc, tác dụng với bạc nitrat, tạo thành đồng nitrat cộng với bạc, hai bạc. Vân vân. Cứ thẳng lên trước đẩy thẳng lên sau. Và có thêm một chút chú ý ở cái chỗ này. Các cái chú ý này là cơ sở để chúng ta thứ nhất là không bị lừa trong cái bài tập, thứ hai là có cái định hướng để chúng ta làm bài. Đó là gì? Các thông thường á, thì các kim loại tạo thành sẽ bám vào kim loại ban đầu. Các kim loại tạo thành bám vào kim loại ban đầu. Và chúng ta thường sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng. Tăng giảm khối lượng. Các cái phản ứng này là cơ sở của một cái dạng bài tập là kim loại tác dụng với muối. Hỗn hợp kim loại tác dụng với hỗn hợp muối là dạng bài tập khó nhất của những bài tập khó. Sau này chúng ta sẽ nghiên cứu những dạng bài tập như thế. Đấy là bốn tính chất quan trọng nhất: tác dụng với phi kim, tác dụng với axit, tác dụng với nước và tác dụng với dung dịch muối. Trên cơ sở của các tính chất quan trọng này thì chúng ta sẽ nghiên cứu về tính chất cụ thể của từng hợp chất. Chúng ta lấy một số bài tập, một số ví dụ như vậy.